Ở trong kinh, Đức Phật cũng thường nói với chúng ta, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Đây là ba sức mạnh. Tâm, ngày nay chúng ta nói là năng lượng. Năng lượng của tâm, năng lượng của Đức Phật, năng lượng của chúng sanh đều bằng nhau, tam vô sai biệt. Cho nên Đức Phật có thể độ chúng sanh hay không? Đức Phật không thể độ chúng sanh. Đây là nói thật. Đức Phật làm thế nào để gọi là độ chúng sanh? Những điều Đức Phật dạy chúng ta phải nghe. Các bậc đại thánh đại hiền của thế và xuất thế, sở dĩ các ngài có thể thành tựu được là vì họ có tam bảo. Phải nương vào tam bảo này. Tam bảo ở đây là tự tánh tam bảo. Là gì vậy? Là chân thật, là nghe lời, thật tu, thì Đức Phật gia hộ cho. Nếu chúng sanh có thể phát huy sức mạnh này, Đức Phật sẽ giúp quý vị. Ví dụ như Tịnh Tông chúng ta nói về niệm Phật giảng sanh. Chúng ta niệm đến khi công phu thành viện. Công phu thành phiền cũng có tam bối cửu phẩm. Công phu thành phiền của thượng thượng phẩm. Khi lâm mạng trung thời, Đức Phật đến tiếp dẫn. Đức Phật tiếp dẫn đầu tiên ngài phóng quang. Hào quang của Đức Phật chiếu đến sẽ nâng cao công phu của quý vị lên một lớp. Quý vị nghĩ xem, thượng thượng phẩm giảng sanh, Đức Phật nâng cao quý vị sẽ ra sao? Quý vị sẽ thành sự nhất tâm bất loạn. Điều này cần nên biết. Nếu quý vị là hàng thượng trung bối, công phu thành phiến của quý vị là thượng trung bối, khi giảng sanh Phật quang chiếu đến sẽ biến thành thượng thượng bối. Quý vị niệm đến thượng thượng bối, Phật quang chiếu đến, quý vị sẽ không còn ở đồng cư độ nữa. Quý vị sẽ sanh về phương tiện hữu dư độ, nâng cao lên một cấp bậc. Công phu của chúng ta chỉ là hạ phẩm giảng sanh. Khi lâm chung Phật quang chiếu đến, bèn là hạ trung phẩm giảng sanh. Lý là như vậy. Sự giá trị của Đức Phật tương đối với công phu của chúng ta. Nếu công phu của chúng ta niệm đến sự nhất tâm bất loạn, thượng thượng phẩm Phật quang chiếu đến, thì quý vị thành lý nhất tâm bất loạn, sanh về thật báo trang nghiêm độ. Đạo lý này cần nên hiểu. Cho nên chúng ta cần phát huy năng lượng của chính mình. Có nghĩa là trong kinh Đức Phật giảng như thế nào, chúng ta thật sự học thuộc kinh, hiểu nghĩa lý. Học thuộc mà không hiểu nghĩa lý thì không được. Nhất định phải hiểu nghĩa lý, y giáo phụng hành, đem những đạo lý Đức Phật nói trong kinh điển thật sự biến thành tư tưởng của chính mình. Sự chỉ dạy trong kinh điển đó chính là điều giới. Giúp cho chúng ta sửa đổi những hành vi sai lầm. Thì sức mạnh của Đức Phật mới có thể gia hộ cho quý vị được. Nếu bản thân quý vị không có điều này, Đức Phật có muốn gia hộ cũng không được. Từ đó cho thấy chúng ta quyết định không thể làm ác. Chẳng những không thể làm, mà ý niệm ác cũng không được có. Thì quý vị sẽ thường được tam bảo gia hộ. Nhất là người niệm Phật, chắc chắn sẽ được Đức Phật A-di-đà gia hộ. Đâu có lý quý vị không thành tựu.
nền tảng tu học cơ bản. Quý vị phải ghi nhớ, quý vị tu tịnh độ, tịnh nghiệp tam phước. Đây là nguyên tắc chỉ dạy tu học tối cao của tịnh tâm. Trong đây nói về ba điều, quý vị chỉ cần có một điều. Điều nào vậy? Điều thứ nhất. Làm được điều thứ nhất rồi, điều thứ hai và điều thứ ba chưa làm được. Làm được điều thứ nhất thì quý vị sẽ sang về phàm thánh đồng cư độ. Điều thứ nhất là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thực hiện cách nào? Hiếu thân tôn sư thực hiện ở đệ tử quy, thực hành đệ tử quy đó chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Làm được hai câu này rồi, từ tâm bất sát thực hiện ở thái thượng cảm ứng thiên, giáo dục nhân quả. Quý vị thật sự làm được rồi thì quý vị thật là bậc thiên nhân. Thập thiện nghiệp đạo đằng sau sẽ không khó, quý vị dễ dàng làm được. Tu thập thiện nghiệp như vậy, có được điều kiện này đối với tịnh độ thâm tín không nghi, nhất tâm cầu nguyện vãng sanh. Ý niệm này Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay, đây chính là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Không phải Bồ Đề Tâm, quý vị sẽ không muốn cầu sanh tịnh độ. Ý niệm muốn cầu sanh tịnh độ này chính là Đại Bồ Đề Tâm. Đây cũng là điều chư vị tổ sư ngày xưa chưa nói. Ngẫu Ích Đại Sư có nói câu này, Ấn Quang Đại Sư tán thán Ngẫu Ích Đại Sư tốt bậc. Ngài nói đây chính là bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà độ chúng sanh. Cho nên pháp môn này gọi là giảng tu giảng nhân cứ. Đây là lời Thiện Đạo Đại Sư dạy. Đoạn kinh văn này khiến cho chúng ta có sự nhận biết cơ bản, đó chính là Pháp Tạng Tỳ Kheo có thể đem tinh hoa trong vô lượng vô biên sát độ của chư Phật hấp thụ cái hay của người khác, thiện pháp. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạ, quý vị sẽ thấy hết toàn bộ, quý vị đều thọ dụng được. Ở trong mười phương thế giới có rất nhiều điều bất thiện, nhưng thế giới Cực Lạc hoàn toàn không có. Chẳng những quý vị không nhìn thấy, mà ngay cả danh tự cũng chẳng nghe qua. Cho nên Đức Phật A-di-đà cũng giống như nhà tập Đại Thành mà người xưa nói, thiện pháp của chư Phật Ngài đã tập Đại Thành hết, toàn bộ đều ở thế giới Cực Lạc. Cho nên quốc độ của Đức Phật này siêu việt hơn sát độ của chư Phật trong mười phương, siêu việt hơn. Nguyên nhân siêu việt chúng ta cần nên hiểu thì quý vị sẽ không còn một chút hoài nghi nào. Đây là sự thật không dối gạt đâu. Như ngày nay chúng ta học đa nguyên văn hóa, chúng ta học thật, chúng ta cũng từ kinh điển này, trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta nhận được sự gợi ý này, tập Đại Thành.
Tịnh Tông Học viện Úc Châu của chúng ta cuối năm nay chính thức dạy môn giảng dạy kinh điển tôn giáo. Đầu tiên chúng tôi mở hai môn học: Kinh Cổ Lan và Thánh Kinh Tân Cựu Ước. Chúng tôi mời chuyên gia đến hướng dẫn. Đảm nhiệm việc giảng dạy trong học viện chúng ta. Chúng ta chính thức học tập. Chúng ta cần học tập tinh hoa trong kinh điển của tất cả tôn giáo để bổ sung cho việc học tập kinh điển của chính mình. Đây chẳng phải là tập đại thành sao? Tôi nghĩ đạo lý này chẳng phải khó hiểu. Sự tu học của chúng ta mới thật sự đạt được viên mãn. Đây chính là những điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói: nhất thiết chư pháp đồng thời đồng xứ, vị nhất đại duyên khởi nhi tồn tại. Đây là chân tướng sự thật trong Kinh Hoa Nghiêm nói: đồng thời đồng xứ. Trong kinh điển đưa ra ví dụ: nhất trần, nhất mao đoàn. Nhất trần là một di trần, là vật nhỏ nhất trong y bảo. Mao đoàn là chánh báo nhỏ nhất. Ở đây có tin tức trong sát độ của tất cả chư Phật, trong biện pháp giới hư không giới, không sót một cái nào. Nhất trần như vậy, nhất mao đoàn cũng như vậy. Điều này rất khó hiểu, nhưng nó là sự thật. Vì sao vậy? Vì nó xưng tánh, nó là tự tánh. Ở trong tự tánh không có lớn nhỏ. Hà cải chứa tu gì? Điều này trong kinh Đức Phật thường nói: hà cải rất nhỏ, nhưng có thể để núi tu gì vào trong đó. Núi tu gì không thu nhỏ lại, hà cải không nở lớn ra, nó có thể chứa được. Thật sự có thể chứa được. Núi tu gì xưng tánh, hà cải cũng xưng tánh. Một bao đoan xưng tánh, một di trần cũng xưng tánh. Chỉ cần là xưng tánh, quyết định không có thời gian, không gian. Không có thời gian, không có trước sau. Không có không gian, không có cự ly. Phá pháp viên dung tự tại, không chứa ngại. Cảnh giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cảnh giới này trong kinh Đức Phật thường nói: chỉ có chứng mới biết được. Quý vị thật sự muốn biết rõ ràng, minh bạch, thì bản thân quý vị nhập cảnh giới này, quý vị sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Không nhập cảnh giới này, nghe người khác nói cũng được coi là biết, là giải ngộ. Chứ không phải chứng ngộ. Quý vị nghe hiểu được, nhận biết được, nhớ lấy. Có sự dễ như vậy, bản thân chưa chứng được, chưa thấy qua. Trong khai ngộ có hai loại là giải ngộ và chứng ngộ. Giải ngộ cũng được. Về phần giáo, trước tiên phải giải, giải rồi đến hành. Hành có nghĩa là gì? Hành có nghĩa là chứng.
chứng là phải nhập cảnh giới này. Nhập cảnh giới này, quý vị thật sự được thọ dụng. Đây là tánh đức của tự tánh. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, quý vị hoàn toàn được thọ dụng hết. Chúng ta ngày nay có chướng ngại, chứ chẳng phải không có chướng ngại. Lý có ngại. Chúng ta không có cách nào giác ngộ. Sự cũng có chướng ngại. Sự rất phức tạp, mang đến cho chúng ta vô số phiền não. Nếu như được vô ngại, chúng ta không có chướng ngại, không có phiền não, từ trong phiền não giải thoát. Cho nên lý có ngại, sự có ngại. Lý sự cũng có ngại, sự sự cũng có ngại. Đây chính là lục đạo luân hồi, phiền não trói buộc. Trong kinh thường nói là trói buộc. Từ đây quý vị quan sát xem, quý vị sẽ cảm nhận được thật sự chúng ta bị phiền não trói buộc. Trói buộc là tạo nghiệp. Tư tưởng, ngôn hành hoàn toàn trái ngược với tánh đức là tạo nghiệp. Tạo nghiệp cũng có quả báo. Quả báo gì? Lục đạo luân hồi. Quý vị tạo thiện nghiệp, ba đường lành, chiêu cảm ba đường lành. Nếu như tạo ác nghiệp, đó là ba đường ác. Quý vị không ra khỏi lục đạo luân hồi. Tu tập Phật Pháp, mục đích đầu tiên là siêu diệt lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là cảnh mộng, không có thật. Như chúng ta nằm mộng, khi nằm mộng thì có cảnh giới trong mộng rất rõ ràng, nhưng khi tỉnh lại thì không tìm thấy. Hiện tượng luân hồi cũng như vậy. Hiện nay chúng ta đang nằm mộng, một ngày nào đó thức tỉnh tìm không thấy lục đạo, vì là cảnh mộng. Nếu những điều trong kinh điển mà chư Phật Bồ Tát nói chúng ta thật sự hiểu được, thật sự tin tưởng không nghi hoặc, chúng ta cũng được một ít phần thọ dụng. Ít phần thọ dụng ở đây là gì? Là đối với tất cả pháp của thế gian có thể buông bỏ được, không còn chấp trước trong lòng nữa. Vì sao vậy? Vì biết rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thật sự có thể buông bỏ. Thật sự buông bỏ được, trong kinh Đức Phật gọi là được tam muội. Công phu tam muội sâu vậy thì sẽ khai ngộ. Khai ngộ là khế nhập cảnh giới. Ngộ có tiểu ngộ, đại ngộ, đại triệt đại ngộ, phân ra rất nhiều đẳng cấp. Ở trong đây cho chúng ta một thông tin quan trọng nhất. Biến pháp giới hư không giới là một duyên khởi. Điều này quan trọng hơn tất cả. Như trước đây từng nói, nhất pháp thành nhất thiết pháp, nhất thiết pháp khởi nhất pháp. Biến pháp giới hư không giới cùng một sanh mạng thể cộng đồng. Nói cách khác, giảng sự giảng vật trong biến pháp giới hư không giới có liên quan gì đến chúng ta chăng? Sự liên quan này vô cùng mật thiết.
Chúng ta nói một gia đình, một gia đình cự ly còn rất xa. Trong kinh Đức Phật nói rất hay, cùng một pháp thân. Pháp thân là gì? Pháp thân chính là dạng sự, dạng vật trong biến pháp giới, hư không giới. Giới ta là một thân một thể. Nhận biết được điều này thì đó chính là Phật tri Phật kiến, mà trong kinh Đại Thừa đã nói, kinh Pháp Hoa nói nhập Phật tri kiến. Người nhập Phật tri kiến là thành Phật. Quý vị đồng tri kiến với Đức Phật, đồng một cách nhìn, đồng một cách suy nghĩ. Điều này cũng rất khó hiểu. Vì sao vậy? Vì nó hoàn toàn ngược lại với kiến thức thông thường của chúng ta. Đông đảo chúng sanh là mình sao? Hoa cỏ cây cối là mình sao? Sơn hà đại địa là mình sao? Hiện tượng vũ trụ trong hư không này là mình sao? Đúng vậy, không sai tí nào. Tất cả đều là tự tâm biến hiện ra. Kinh Hoa Nghiêm nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là tâm của chính mình, thức cũng là thức của chính mình. Chân tâm là một, A Lại Gia cũng là một. Đây là tổng môn của thập quyền môn. Bởi vì nó là một thể, nó tương ưng. Sự tồn tại của nó đồng thời đồng xứ. Khái niệm này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chúng ta niệm Phật, Phật sẽ có cảm ứng. Vì sao vậy? Vì Đức Phật với chúng ta đồng thời đồng xứ, Bồ Tát và chúng ta đồng thời đồng xứ, nên cảm ứng mới nhanh như vậy. Tự tánh chu biến khắp nơi, A Lại Gia chu biến khắp nơi. A Lại Gia là gì? Là khởi tâm động niệm, là phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm là A Lại Gia thức, phân biệt là thức thứ sáu, chấp trước là thức thứ bảy. Đồng thời đồng xứ, tâm hiện thức biến, đây chính là một đại duyên khởi. Cụ túc tương ưng, đạo lý của cụ túc tương ưng chính là đồng thời đồng xứ, là một thể. Ý nghĩa trong đây rất thâm sâu, là nói về tổng môn của thập quyền môn, cũng là tổng tướng của kim vô lượng thọ. Ý nghĩa của tổng môn và tổng tướng giống nhau. Ở đây nói lên kim vô lượng thọ và kim hoa nghiêm là một loại, là một bộ. Bốn kinh thật sự cũng cùng với một đại duyên khởi của kinh Hoa Nghiêm mà xuất hiện. Nói cách khác, thế giới Cực Lạc và thế giới Hoa Tạng cùng một đại duyên khởi mà xuất hiện. Lý là như vậy, sự cũng như vậy. À,
Liên Trị Đại Sư vô cùng khiêm nhường, nói Hoa Nghiêm là viên trung chi viên, Kim Vô Lượng Thọ bộ phận thuộc về viên, đây là khiêm nhường. Dưới đây lại đưa ra một câu trong phẩm Tuyên Trì Công Đức. Tuyên trì là thất bảo trì bát công đức thủy. Thế giới Tây Phương Cực Lạc kỳ thủy nhất nhất tùy chúng sanh ý. Thủy là một pháp, chúng sanh ý, ý là sự ham muốn của chúng sanh. Là nhiều pháp. Dưới đây nói chúng sanh sở dục thủy chi lãnh nọa hoàng cấp. Lãnh nọa là nhiệt độ, hoàng cấp là tốc độ nước chảy. Thiển thâm các cát bất động, nhi thử nhất thủy mỹ, năng đồng thời đồng xứ, mãn túc nhất thiết chúng sanh tâm ý. Thủy thị nhất pháp, chúng sanh chi dục thị đa pháp, nhi thử nhất thủy, năng đồng thời đồng xứ, tương ưng ư nhất nhất chúng sanh chi ý. Thử chánh thị đồng thời cụ túc tương ưng chi quyền môn giả. Từ chỗ này chúng ta có được sự gợi ý rất lớn. Thập quyền môn mà Kinh Hoa Nghiêm nói ở đâu? Chính là ở ngay trong cuộc sống hàng ngày, không tách rời. Chỉ là bản thân chúng ta không biết. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm có câu tổng thuyết: nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Không hề xa rời đồng thời đồng xứ, không xa rời. Kim Vô Lượng Thọ có đầy đủ ý nghĩa thập quyền của Kim Hoa Nghiêm. Chúng ta tỉ mỉ xem tất cả kinh, quý vị sẽ phát hiện cứu cánh viên mãn của tánh đức. Chúng ta xem tiếp: hà hướng thử thủy, phục năng đồng thời ba dương, vô lượng di diệu âm thanh. Trong nước này có âm thanh, hoặc văn Phật pháp tăng thanh. Nại chỉ cam lộ quán đảnh thọ dị thanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Hoa Nguyên Quán, chúng ta cảm nhận sâu sắc bất cứ vật chất nào đều cũng có hiện tượng tinh thần. Khi giác ngộ thì gọi kiến văn giác tri, vốn sẵn có trong tự tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn dạy chúng ta tất cả chúng sanh
đều có đức tướng và trí huệ của Như Lai. Chúng sanh, một vi trần có phải là chúng sanh không? Phải, là chúng sanh. Một mao hoang có phải là chúng sanh không? Phải, là chúng sanh. Vì sao vậy? Vì chúng duyên hòa hợp mà sanh. Đây là đơn thuần nhất. Không có cái gì đơn thuần hơn cái này. Sự đơn thuần này sao lại nói là chúng duyên? Chúng duyên ở đây chính là ngũ uẩn trong Phật Pháp. Ngũ uẩn là nói pháp căn bản, chính là nói về một vi trần, chính là nói về là tự cơ bản, không thể phân ra được nữa. Nó là nhỏ nhất. Nó có hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất ở đây trong kinh gọi là địa đại. Địa là hiện tượng vật chất. Nó có nhiệt độ. Nhiệt độ gọi là quả đại. Nó có độ ẩm. Độ ẩm gọi là thủy đại. Nó là động chứ không phải là tĩnh. Động thì dùng phong để hình dung nó. Quý vị xem, một hiện tượng vật chất nó có tứ đại: địa, thủy, hỏa, phong. Tứ đại này hòa. Không tách rời khỏi tinh thần. Tinh thần là gì? Tinh thần là thọ tưởng hành thức. Khi giác ngộ rồi, vì nó không hiện tướng, trong tự tánh có kiến văn giá trị, trong tự tánh có đức tướng. Khi nó không hiện ra, lúc ở tường tịch quan nó không hiện, không hiện chẳng thể nói nó là vô. Khi hiển hiện ra thì năng sanh vạn pháp, nhưng quý vị không thể nói nó là có. Vì sao vậy? Vì thời gian nó tồn tại rất ngắn. Bồ Tát Di Lặc nói, một khải móng tay có 32 ức bá thiên niệm, niệm niệm thành hình, hình đều có thức. Thời gian nó tồn tại. Là một niệm trong 32 ức bá thiên niệm của một cái khảy móng tay. Chúng ta khảy móng tay, khảy nhanh. Một giây nếu khảy nhanh thì có thể khảy được 5 lần. Nếu y theo cách nói của Bồ Tát Di Lặc là 1.600 triệu. Một giây có 1.600 triệu. Quý vị xem tốc độ có nhanh không? Chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Một ý niệm thì không biết là bao nhiêu rồi. Trong lượng tử lực học nói, đây là tiểu quang tử. Nó tích lũy những hiện tượng tương tự tương tục này. Nó có tồn tại không? Nó không tồn tại. Không thể tưởng tượng. Cho nên những hiện tượng ngày nay chúng ta thấy đều là huyễn tướng. Đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Quý vị muốn phân biệt nó là sai rồi. Quý vị muốn chiếm lấy nó lại càng sai. Nó không thể chiếm được. Cần phải hiểu được chân tướng sự thật, quý vị có thể chiêm ngưỡng, nhưng không thể chiếm đoạt. Chiếm làm của mình là sai, là quý vị tạo nghiệp. Trong kinh nói về những vấn đề của khoa học,
Nói về tướng, trong hiện tượng có sắc thanh hương vị, nghĩa là một vật chất cực nhỏ. Đây là điểm quang. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng nó có đầy đủ sắc thanh hương vị. Tiến sĩ Giang Bổn người Nhật dùng phương pháp khoa học quan sát, nhìn thấy sắc tướng, không nghe thấy âm thanh. Có âm thanh, vô lượng âm thanh vi diệu. Ở trong âm thanh có tiếng thuyết pháp. Nói cách khác, trong tâm quý vị muốn nghe tiếng gì, nó đều có thể cho quý vị cảm ứng tâm biển. Âm thanh của nó sẽ phát ra. Quý vị muốn nghe niệm Phật, thật đó. Muốn nghe Phật A-di-đà, nó sẽ niệm Phật A-di-đà. Muốn nghe Phật Thích Ca Mâu Ni, nó sẽ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni. Muốn nghe Quán Âm Bồ Tát, nó sẽ niệm Quán Âm Bồ Tát. Rất vi diệu. Ngoài âm thanh ra, nó có hương vị. Đầy đủ sắc thanh hương vị. Sắc thanh hương vị là tánh đức của tự tánh. Từ đâu mà có? Trong tự tánh vốn đầy đủ. Cho nên chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta, cái này ngũ dục lục trần không nên hướng ra ngoài cầu, hướng nội cầu. Người tu hành chân chánh, chúng tôi nói là người đắc đạo, họ buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước, họ không cần ẩm thực. Sao họ sống được vậy? Bây giờ chúng ta hiểu rồi. Trong tự tánh có dinh dưỡng, có thể cung cấp cho họ hết. Đúng là lấy không tận, dùng không hết. Là đạo lý như vậy. Tự tánh vốn có. Ngày nay chúng ta mê thất tự tánh, tuy có đó, nhưng nó không khởi tác dụng. Cho nên chúng ta phải ra ngoài tìm cầu để nuôi dưỡng thân thể này. Người thật sự giác ngộ, họ không tìm ở bên ngoài. Trong tự tánh cụ túc viên mãn, hướng ngoại tìm cầu là sai rồi. Phật Pháp dạy con người hướng nội. Kinh điển gọi là nội điển. Chúng ta xem tiếp. Đắc văn như thị chủng chủng thanh dị, kỳ tâm thanh tịnh, vô dư phân biệt, chánh trực bình đẳng, thanh thuộc thiện căn, tuy kỳ sở văn, giữ pháp tương ưng. Quý vị muốn nghe gì? Đúng là quý vị muốn nghe. Quý vị muốn nghe kinh Hoa Nghiêm thì tiếng nước chảy chính là giảng kinh Hoa Nghiêm. Tôi muốn nghe nhạc, khi nghe tiếng nước chảy đúng là đang tấu nhạc. Hai người cùng nghe, trong tâm hai người suy nghĩ không giống nhau, điều họ nghe thấy cũng không giống nhau. Lại hổ tương không trở ngại. Thế giới này không có điều gì chẳng xưng tánh. Thế giới này mới thật sự gọi là hạnh phúc mỹ mãn. Mỗi con người không xâm phạm lẫn nhau. Sau khi nghe rồi, tâm họ thanh tịnh, không sanh phiền não. Cho nên họ không phân biệt, chánh trực bình đẳng, thiện căn thành thục. Tuy chúng ta không có cách kế nhập vào cảnh giới này,
Nhưng trong đây, những gì có thể học được thì chúng ta cố gắng học. Mấy câu này, tuy Ngài đưa ra một cái nghe, thinh văn. Thinh văn là nhĩ căn. Ở thế giới chúng ta ngày nay, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Tu tâm thanh tịnh trong cảnh giới lục căn tiếp xúc lục trần, đó gọi là chân tu hành. Làm thế nào để tâm có thể thanh tịnh, không phân biệt, không chấp trước? Trong tâm hiểu rõ ràng, minh bạch phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Được thọ dụng, nhưng không thể có. Trong thọ dụng cũng không phân biệt chấp trước. Tâm thanh tịnh của quý vị thường hiện tiền. Tâm bình đẳng của quý vị thường hiện tiền. Đây là chân công phu. Là gì? Là thiền định. Cho nên định, định là hoạt bát. Rất nhiều người ngộ nhận, khi nói đến thiền định, bạn nghĩ ngay đến việc xếp bằng ngồi quay mặt vào giấc. Đó là bậc sơ cơ. Người thật sự nhập định là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Tâm của họ là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, đó chính là thiền định. Ngồi là tâm thanh tịnh bình đẳng, đứng cũng như vậy. Tiếp xúc với bất cứ cảm giới nào cũng như vậy. Thật sự là thanh tịnh bình đẳng. Công phu này lâu ngày quá nhiên đại ngộ, đó chính là giác. Đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng khai ngộ. Thanh tịnh là thiền định của thế gian, bình đẳng là thiền định của xuất thế gian. Thanh tịnh là định của Thanh Văn và Bồ Tát. Bình đẳng giác là định của Phật. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, hiểu rõ được đạo lý này, nghiêm chỉnh học tập, thật sự tu hành. Thật sự công phu không ở chỗ hình thức. Hình thức là dạy người sơ cơ, lớp mẫu giáo, lớp tiểu học, dạy người sơ cơ thôi. Sau khi học được rồi, nhất định phải áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, áp dụng trong công việc, áp dụng trong tiếp nhân xử thế. Nên nhớ, áp dụng là gì? Là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Diễn diễn là thanh tịnh bình đẳng. Cảnh giới bên ngoài như thế nào cũng không làm ảnh hưởng đến quý vị. Thuận cảnh, quý vị không tham luyện, thanh tịnh bình đẳng. Nghịch cảnh, hiển tiền, không sân giận. Diễn diễn duy trì thanh tịnh bình đẳng. Đây gọi là chân thật tu hành, gọi là chân công phu. Trong tất cả thời, tất cả sự, tất cả cảnh duyên. Cảnh là môi trường vật chất, duyên là môi trường con người, sự việc. Đều
đều thanh tịnh bình đẳng giác. Người này ở trong Pháp hội Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Bồ Tát. Họ không có giác, họ có thanh tịnh bình đẳng. Đó là Phật Bồ Tát trong thập Pháp giới. Khi có giác rồi, họ siêu diệt thập Pháp giới. Chính là Pháp Thân Bồ Tát, là Phật thật sự, chứ không phải Phật giả đâu. Cho nên bây giờ chúng ta cần học chính là cảnh giới lục căn tiếp xúc lục trần, vô chư phân biệt, chánh trực bình đẳng. Hai câu này rất quan trọng. Có thể tu tập như thế thì thành thuộc thiện căn. Quý vị có thiện căn, thiện căn thành tựu chín muồi rồi. Thiện căn chín muồi thuần thuộc, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là sanh về thật bảo trang nghiêm độ. Tuy kỳ sơ văn giữ pháp tương ưng. Hai câu này đứng về sự mà nói thì có sâu cạn khác nhau. Khi nào mới có hiện tượng này? Ít nhất thì tâm quý vị thanh tịnh, quý vị sẽ có hiện tượng này. Tùy kỳ sở văn giữ pháp tương ưng. Năng tính, năng giải, năng hành, năng chứng. Đây gọi là tương ưng. Kỳ nguyện văn giả, triếp độc văn chi. Quý vị muốn nghe thì nghe được rõ ràng, ngay bên tai thôi. Khi không muốn nghe thì liễu vô sở văn. Tôi thích nghe Đức Phật giảng kinh. Những người ngồi cạnh tôi lại thích nghe Bồ Tát tụng niệm. Mỗi người nghe một khác, chính là trong tâm họ suy nghĩ khác nhau, không làm trở ngại nhau, không có tạp âm. Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta ngày nay không được, mê thất tự tánh rồi. Chúng ta ngày nay tâm bị cảnh chuyển, nghĩa là trong cảnh giới nào tâm thanh tịnh của chúng ta cũng không thể hiện tiền. Nhất định phải tìm một môi trường thật thanh tịnh, không nghe thấy âm thanh gì hết. Như thế thì tâm mới có thể tịnh được. Là sao vậy? Là vì tâm của chúng ta bị cảnh chuyển. Một ngày nào đó tâm của quý vị có thể chuyển cảnh giới, quý vị sẽ được tự tại. Tâm thanh tịnh hiện tiền mới có thể chuyển cảnh giới. Cảnh giới như thế nào cũng không làm ảnh hưởng đến quý vị. Ở trong Phán Hoa nói rất rõ ràng, chánh báo diệu, y báo diệu, danh hiệu diệu. Ý nghĩa của diệu rất sâu. Chân thật là diệu đến không thể nghĩ bàn. Nếu như không thể thâm nhập kinh tạng, thâm giải nghĩa thú, không thể nào biết được ba chỗ diệu này. Ba thân của A-di-đà Phật, pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, không chỉ là giai văn thập phương, thực tế là biến chiếu mười phương, không nơi nào, chỗ nào không có. Đây là chánh báo diệu. Sở cư quốc độ là thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc, cái thế giới này,
liền nhiếp thọ mười phương ba đời, tất cả thế giới chư Phật. Đây là Thế Tôn ở ngay trong Phật Pháp vì chúng ta giới thiệu mười phương cõi nước chư Phật. Không thể thấy được. Chỉ riêng có Di Đà tịnh độ thù thắng, mười phương thế giới tất cả chúng sanh dựa vào cái gì để giảng sanh thế giới cực lạc? Chỉ nhờ vào câu Phật hiệu này. Đại đức xưa vì chúng ta giảng dạy trong 48 nguyện, nguyện nào là thù thắng nhất? Cổ đức đều khẳng định nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là nói cái gì? Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Khi lâm chung, một niệm, mười niệm đều được giảng sanh. Do đó, ở Nhật Bản có bổn nguyện niệm Phật. Ý nghĩa không sai. Có thể giảng sanh hay không? Tôi thấy chưa chắc. Do nguyên nhân gì? Họ không hề tương ưng với bổn nguyện của Phật A-di-đà. Mà là tâm lý thế nào vậy? May mắn đầu cơ thủ đoạn. Các vị đều rất muốn dùng công tu hành. Họ không cần tu hành, họ là bổn nguyện niệm Phật. Cũng không cần phải ăn chay, cũng không cần trì giới. Cái gì cũng không cần. Chỉ cần nắm lấy cái nguyện này, tương lai liền được giảng sanh. Tạo thành hiểu lầm rất lớn. Lâm chung, một niệm, mười niệm là loại người nào vậy? Ngay trong một đời đều không gặp được pháp môn tịnh độ. Khi lâm chung mới nghe được thiện tri thức khuyên dạy, họ bỗng chốc liền tỉnh ngộ ra. Vậy mới được. Loại người đó chân thật gọi quay đầu là bờ. Cho dù cả đời tạo tác ác nghiệp vào thời xưa, Trương Thiện Hòa là một thí dụ rất tốt. Vào thời nhà Đường, chúng ta phải nên biết ông là một đồ tể giết bò để sống. Đến khi lâm chung, xem thấy rất nhiều người đầu bò đến để đòi mạng anh ấy. Vào lúc này, rất may thần trí anh rõ ràng, anh không mê hoặc. Anh ấy liền kêu lên cứu mạng. Gặp được duyên tốt. Ngay khi kêu cứu mạng, liền có một người xuất gia đi ngang qua, từ nơi cửa của ông nghe được bên trong kêu cứu mạng. Người xuất gia này vào bên trong xem thử đã xảy ra việc gì. Trương Thiên Hòa nói với ông, có rất nhiều người đầu bò đến đòi mạng ông. Người xuất gia này đốt một bó hương đưa cho ông, bảo ông lớn tiếng niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ông liền làm theo. Niệm được mấy danh hiệu, ông nói không thấy người đầu bò nữa, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ông, liền đi giảng sanh. Người này nhiều đời nhiều kiếp, thiện căn phước đức nhân duyên, ngay trong một sát na chín mùi. Vậy mới có khả năng. Bạn thử nghĩ xem, khi bạn lâm chung có thể gặp được cơ hội này hay không? Nếu như không gặp được thì bạn vẫn phải đọa ba đường. Cho nên các vị đồng tu phải nên biết bổn nguyện niệm Phật, cái lý luận này có thể nói được thông, trên thực tế quá khó. Đó là giữ lấy tâm lý may mắn. Nhân không chánh thì quả không tròn đầy. Nếu như là một phương pháp tu học rất tốt,
Phật Pháp truyền đến Trung Quốc 2000 năm. Tổ sư Đại Đức nhiều đời sớm đã dạy cho chúng ta rồi. Làm sao có thể đợi đến sau khi Phật Pháp truyền đến Nhật Bản, người Nhật Bản phát hiện lại truyền ngược trở lại? Làm gì có cái đạo lý này? Cho nên chúng ta phải tường tận, nhất định phải trung thực niệm Phật. Đặc biệt ở vào thời đại này, cái thời đại này khổ nạn quá nhiều. Là một thời đại khác thường, cũng là một thời đại rất không bình thường. Tất cả chúng sanh tâm lý không bình thường, đời sống không bình thường, hành vi không bình thường. Chúng ta phải dùng một pháp môn như thế nào mới có thể độ được? Cư sĩ Hà Liên Cư thị hiện ở nhân gian chính là bởi vì sự việc này mà đến, cho chúng ta một bổn hội tập kinh Vô Lượng Thọ tốt nhất. Cần phải y theo bổn kinh sách này, phải thâm giải nghĩa thú, phải y giáo phụng hành. Chúng ta ngay một đời này mới có thể được độ. Chỗ này ổn định hơn nhiều so với bổn nguyện niệm Phật, đáng tin hơn nhiều. Các đồng tu cần phải ghi nhớ, vạn nhất không nên ham thích tiện lợi. Không có thứ nào có thể tiện lợi hơn. Nếu như một loại tâm lý may mắn, đầu cơ thủ xảo, cái loại tâm này chính là vọng tâm. Làm sao có thể được sanh tịnh độ? Bạn thử tưởng tượng xem, trong kinh Giảng Sanh, Phật nói với chúng ta, phàm hễ là người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là những người chư thiện thượng nhân. Chúng ta không chịu tu thiện, vẫn còn muốn tạo ác, đến khi lâm chung nắm lấy một câu Phật hiệu này vẫn có thể giảng sanh, làm gì có việc dễ dàng đến như vậy? Tịnh Tông tuy là nói đới nghiệp giảng sanh, Tổ sư Đại Đức giảng nói rất tường tận cho chúng ta nghe. Chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Cái gì là nghiệp cũ? Trước khi nghe được Phật Pháp tạo ra nghiệp, hoặc giả là trước khi chưa chân thật nhận được đối với Phật Pháp tạo ra nghiệp, cái nghiệp này có thể mang. Không thể nói hiện tại bạn một mặt học Phật, là một mặt niệm Phật, một mặt tạo nghiệp, đều có thể mang đi. Bạn đi tra hết kinh luận, Phật không hề có cách nói này, Tổ sư Đại Đức không có cách nói này. Vạn nhất không nên hiểu lầm. Khi vừa hiểu lầm thì thật là tai hại. Vô lượng kiếp đến nay, một cơ hội hy hữu khó gặp, hiện tại chúng ta gặp được. Do bởi hiểu lầm này để cho cơ hội này bị lỡ qua, bạn nói xem có đáng tiếc không? Sáng sớm hôm nay, tôi khuyến khích các đồng tu nhất định phải chân thật phát tâm y giáo phụng hành. Tổ sư Đại Đức xưa nay dạy chúng ta trì giới niệm Phật.
vãng sanh mới nắm được phần. Phật ở trong kinh này rất là xem trọng đối với trì giới niệm Phật. Bạn xem kinh này, từ phẩm 32 đến phẩm 37, văn tự nhiều đến như vậy, đều dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Phẩm 32 đến phẩm 37, nội dung chính là nói năm giới mười thiện. Bạn thấy Phật đích thực rất từ bi, đem tiêu chuẩn tu học của chúng ta giáng xuống đến mức thấp nhất, năm giới mười thiện. Năm giới mười thiện đều không thể thọ trì. Các vị phải nên biết, trong sáu cõi đời sau, muốn có lại được thân người cũng không có được. Bạn làm sao có thể đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật? Làm gì có cái đạo lý này? Năm giới mười thiện tại sao không làm được? Việc thứ nhất là chính mình từ du thị kiếp đến nay phiền não tập khí quá nặng. Bạn phải giác ngộ, phải đem những phiền não tập khí này bỏ hết. Niệm Phật đường, niệm Phật, mỗi niệm phải hoán tỉnh tự tánh, mỗi niệm phải cầu A-di-đà Phật, chư Phật Như Lai gia trì. Giúp chúng ta thức tỉnh từ trong tập khí phiền não, đưa ra một quyết tâm, lập đại chí. Từ đây về sau, vĩnh ly phiền não. Bạn phải thật làm. Trong thuận cảnh không khởi tâm tham, trong nghịch cảnh không khởi sân hận. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Cái cảnh giới này như thế nào vậy? Phật ở trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Bài kệ sau cùng trong Kinh Kim Cang, chúng ta là người tịnh độ, cũng không thể nào xả bỏ. Phải thường hay nhớ lấy, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán, bạn mới có thể hàng phục được phiền não. Nếu như tùy thuận phiền não, chính là tùy thuận ba đường ác, chính là tùy thuận luân hồi. Vậy thì được hay sao? Tùy thuận giáo huấn của Phật liền có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái cơ hội này không dễ gì gặp được. Cư sĩ Bàn Tế Thanh nói, nhân duyên hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta rất may mắn ngay trong đời này gặp được. Gặp được, nếu không thể nắm lấy, chẳng phải là luống qua hay sao? Sau khi luống qua, lần sau gặp lại được, thì phải đến vô lượng kiếp sau. Chỗ này nói rõ, cái cơ hội này rất là khó được. Gặp được cái cơ duyên này thì chính là vĩnh thoát luân hồi. Ngay trong một đời này có thể cơ hội viên mãn Bồ Đề. Bạn nói xem, cơ hội này đến nơi đâu mà tìm?
thật là hy hữu. Tại vì sao bạn có thể thoái tâm? Tại vì sao bạn có thể đọa lạc? Bạn không nhận biết rõ ràng đối với cái cơ duyên này, cho rằng loại cơ duyên này là rất bình thường, không gì hiếm lạ. Bạn không biết trân trọng. Lỗi chính ngay chỗ này. Nhân tố thứ hai, cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Sức mê hoặc của nó quá to lớn. So với thời xưa, nhiều hơn đến gấp trăm ngàn lần. Chúng ta có sức mạnh gì? Có thể kháng cự lại với những mê hoặc này. Đại đức xưa ở vào xã hội ngày trước thuần phát, thậm chí đến vào thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật ở trên kinh giáo dạy bảo người tu hành phải chọn lấy một hoàn cảnh thanh tịnh, xa lánh ồn náo, phải cách xa những nơi náo nhiệt. Nhà Phật gọi là ở nơi A Lan Nhã. A Lan Nhã là ý gì vậy? Nơi không có ồn náo, xen tạp, gọi là A Lan Nhã. Vào thời xưa, ở trong nông thôn, làm ruộng đều phải nhờ vào sức trâu để giúp đỡ. Âm thanh của trâu kêu rất to. Nơi người tu hành cư ngụ, ở nông thôn mà tiếng trâu kêu cũng không nghe được. Lấy cái này để làm tiêu chuẩn. Cho nên bạn thấy Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đây là việc sau khi Phật diệt độ đến 1000 năm, Thánh giáo mới truyền đến Trung Quốc. Những thiện tri thức Trung Quốc cổ đại, các tổ sư đại đức này, họ đã xây dựng đạo tràng, tự miếu am đường, đều là ở trong sơn lâm, cự ly cách nông thôn gần nhất chí ít cũng phải có đến 3 dặm đường. Đạo tràng lớn đều là xây dựng ở trong núi sâu. Đạo lý gì vậy? Tận khả năng né tránh các loại mê hoặc của xã hội, để phàm phu chúng ta có thể giữ được tâm thanh tịnh lâu dài. Đạo lý chính ngay chỗ này. Hiện tại thì khó. Thông tin phát triển, giao thông thuận tiện, gần như không còn cách nào tránh khỏi hoàn cảnh mê hoặc. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Làm thế nào có thể giữ gìn chính mình? Chúng ta chính mình ngay một đời này có thể thành tựu hay không? Then chốt chính ngay chỗ này. Nhất là hiện tại, vi tính rất phát triển. Các đồng tu tại gia, rất nhiều gia đình hiện tại đều có vi tính. Một thế kỷ, vi tính là nhu cầu thiết yếu trong đời sống của mỗi một người. Bạn còn có thể mang theo bên mình, mỗi giờ mỗi lúc đều ở bên cạnh bạn.
nó có thể hiển hiện cho bạn toàn thể cả thảy tin tức trên thế giới đều ở trong đó. Nội dung của những tin tức này mê hoặc bạn đại khái chiếm 99,9%. Để bạn xem thấy sanh tham sân si mạn, vi tính có phải là thứ tốt không? Tôi thấy không phải là thứ tốt. Tôi thấy vi tính là yêu ma quỷ quái. Bạn còn phải kết giao bạn bè với nó, bạn mỗi giờ mỗi phút không rời xa nó. Không luận là đến nơi nào, chỉ cần bạn mở ra thì bạn liền bị mê hoặc. Bạn nói xem có phiền não hay không? Ngày nay chúng ta giảng kinh như vậy, chút tin tức này cũng để ở trên vi tính. Đó là 0.0001%. Thật là quá ít. Thế nhưng cũng có người có thiện căn, thỉnh thoảng phát hiện ra, gặp được. Họ phải có thiện căn, cái điểm nhỏ này cũng có thể giúp cho họ, giúp cho họ giác ngộ, giúp cho họ quay đầu. Các vị phải nên biết, thế gian ngày nay có tai nạn lớn. Nếu bạn muốn hỏi tai nạn đến từ chỗ nào, đương nhiên tai nạn là tất cả chúng sanh tạo ác nghiệp đã tích lũy từ vô lượng kiếp mà ra. Tích lũy là nhân. Nhưng nếu không gặp được duyên, không thể hiện được quả báo. Vậy chúng ta muốn hỏi, duyên là gì vậy? Duyên là truyền hình, vi tính, là ác duyên. Vừa rồi có một cư sĩ ôm một đứa bé đến thăm tôi. Đứa bé vẫn còn rất nhỏ. Ông hỏi tôi làm thế nào có thể làm cho trẻ nhỏ minh tâm kiến tánh. Vậy thì quá khó. Nếu bạn biết được trẻ nhỏ hiện tại, chúng chỉ cần mở truyền hình ra, chúng tự mình biết mở, ngày ngày xem tiết mục của truyền hình. 2-3 tuổi liền bị những tiết mục trong truyền hình ô nhiễm rồi, thì chúng làm sao có thể khai ngộ được? Hiện tại rất nhiều cha mẹ trong gia đình tôi thường hay gặp, rất là cảm thán. Con cái không nghe lời cha mẹ, học trò không nghe lời thầy. Tại vì sao ngày trước con cái nghe lời cha mẹ, học trò nghe lời thầy cô giáo, tại vì sao hiện tại không nghe? Đều là bị truyền hình dạy hư. Cơ hội chúng tiếp xúc giáo dục của truyền hình vượt qua giáo dục của cha mẹ. Tiết mục trong truyền hình diễn ra là cái gì? Yêu ma quỷ quái. Chúng ta phải tìm ra những nhân tố này. Các vị hiện tại ở trong gia đình, trong nhà bạn không có truyền hình có được không? Bạn không có truyền hình, trẻ con của bạn liền chạy sang nhà hàng xóm, chạy đến nhà khác để xem, liền đi ra ngoài rồi, không còn ở nhà. Bạn nói xem việc này có phiền phức hay không? Có mấy người chân thật giác ngộ, người chân thật biết quay đầu, người chân thật có thể khống chế được phiền não tập khí của chính mình. Loại người này hiếm có. Loại người này vào ngày nay mà nói, đó chính là người tái sanh, không phải người phàm. Họ chân thật là đến để cứu độ thế gian kiếp nạn. Chính họ thì nhất định y theo Phật Pháp tu học, nhất định y theo Kinh Vô Lượng Thọ.
Đây không phải chúng ta riêng khen Kinh Vô Lượng Thọ. Cảnh giới trong các kinh luận khác đều quá cao, mức độ yêu cầu quá cao, người hiện tại đích thực không làm được. Kinh Vô Lượng Thọ mức độ yêu cầu chúng ta thì rất thấp, không có đâu thấp hơn so với đây. Bạn xem, trên hành trì chỉ cần yêu cầu chúng ta năm giới mười thiện, đạt đến mức độ thấp nhất, trung thực niệm Phật, bổn kinh ba bậc giảng sanh, một câu quan trọng nhất, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Cái gì gọi là phát tâm Bồ Đề? Chúng ta khởi tâm động niệm đều có thể tương ưng với giáo huấn của kinh này. Cái tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Ở trên kinh Phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Chúng ta trung thực, thành thật mà làm. Vậy chúng ta không được làm, chúng ta quyết định không phạm cái lỗi lầm này. Đây gọi là y giáo phụng hành. Đây gọi là phát tâm Bồ Đề.